Vào ngày hôm qua, ngày 4 tháng 5, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh vừa mới phối hợp với Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan cho biết là vừa phát hiện một đối tượng nữ 34 tuổi đi trên chuyến bay từ châu Phi về Tân Sơn Nhất có hành vi vận chuyển trái phép các sản phẩm liên quan đến ngà voi châu Phi. Cơ quan điều tra đã thu giữ tang vật, bắt giữ và truy xét đối tượng có liên quan. Hơn 4 kg các sản phẩm gồm vòng đeo tay, hạt tròn trang sức nghi vấn từ ngà voi châu Phi và 200 g vẩy TT châu Phi từ Angola về Việt Nam, trị giá ước tính khoảng 250 triệu đồng. Hành vi trên là do một phụ nữ 34 tuổi với những thủ đoạn mới hết sức tinh vi bằng cách chia nhỏ số tang vật nêu trên, bọc trong giấy bạc và cất giấu trong bụng cá hồi đông lạnh và các hộp sữa bột nhằm qua mặt lực lượng chức năng và phương tiện kỹ thuật. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ thu thập thông tin, nắm tình hình, cơ quan hải quan đã kịp thời phát hiện để điều tra làm rõ đường dây ngăn chặn vụ việc trên. Vụ bắt giữ này một lần nữa góp phần khẳng định quyết tâm của cơ quan hải quan trong cuộc chiến bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm.